chuyên nghiệp, chuyên nghiệp. Archer, Kestrel, listen carefully. Có thằng. EMP grenades won't finish it off. The only way to neutralize it is by using the main power control room to overload both of your EMP packs. Chờ cho đi á. Ôi, sao nó ra đây? Cái gì? Ông ngu vãi mà ra đây, mẹ thằng xấu số vãi. Đã đợt đéo đéo muốn ra. Quá chạy. Chạy như chuột trong đường hầm. Ôi đi đâu rồi? Mình đang đâu? Mình đang đâu rồi? Mẹ chạy mạch đéo biết đi đâu. Này à, chỗ này ở dưới dưới mẹ cống phải đi. Thối thối quá không ạ? Để lần này lần nó mẹ đéo bảo trì mẹ thấy ấy. Ôi vãi. Ai mẹ phá cái phá. Chạy rồi. Ôi, tao ở ngay đằng sau này. Ủa? Đang làm đéo. Đang làm cái gì? Ôi, đang chạy, đang chạy. Rồi. Ui. Đúng. Ui, con em lại. Ui, chết. Ơ, sao? Con này ngay cổ nó đang tạo á. Nó quay lưng lại đi ra đi, bắn bóng đèn trong ra cứu tao. Ta không tắt đèn cũng được, có công tắc thôi cứu luôn, có công tắc á, thích cứu đồng đội, tắt đèn luôn đi. Rồi đóng cửa ấy, hình như là đóng cửa được, mày đóng cửa lại nhặt súng này, có cái ấy này, object này. Vào đi, có cái object gì này, đóng cửa ra. Cái gì duo mp là cái gì cửa vậy đi. Thằng nhìn không phải. Quay lại đằng sau. Đang có cái ấy này. Mẹ tao đang chờ này. Nó làm cái gì ấy? Làm gì ạ? Lại rồi, mắc hết rồi gì. Mẹ biết như mày mắc hết kiểu này. Ôi bình tĩnh bình. Ôi, cái gì đây? Thằng kia đâu vô đây đứng bơ mày. Vào như bố, thánh gì vậy. Ôi, dạ, con người dưới con chạy kìa. Bấm nhầm nút chạy. Sợ vậy. Chó lên. Ai vậy? Ui, chết rồi, chúng nó biết mình rồi. Chạy, này, chạy không răng. Giờ đằng sau kia đi, đằng sau. Mở cửa vô kìa. Mở cửa vô kìa. Dạ thì. Thôi tao với mày mỗi thằng cửa vậy. Nó lên. À, nó còn đau à, nó ăn chết mẹ rồi à. Kẻ tí chứ. Cố lên. Nó kia, đang có thằng. Có thằng. Có thằng. Rồi, triệt nó luôn. Cố lên, cứu luôn. Nhanh, nó vào. Úi, chạy. Nó mang biết tao kìa. Rồi, chạy luôn. Đi đường đó luôn. Mẹ sao đông thế? Không ngoài. Đi. Để xuống. Đâu, leo kiểu gì? Leo đây nè. Ui, này vẫn phải đi ra. Chỗ đéo leo được, nó hết chỗ rồi. Vẫn phải slot rồi. Vẫn phải đi ra kia không ạ? Leo xuống luôn, nhảy xuống luôn. Từ nha. Ê, à tao biết rồi. Bê anh em nấp chỗ này xong rồi giật điện phát xong chạy luôn. Là xong nhiệm vụ luôn. Bê chạy đúng không? À, chạy lên máy bay. Ờ đấy, bây giờ xuống đi. Đứng một chỗ đi. Giật nhá. 1 2 3. Rồi chạy. Ơ vãi. Tỉnh bơ vãi. Ôi chết. Em giống lần lắm. Nhìn hai vãi. Ơ sao đéo quay vậy? Sao vậy? Vãi sao đứng ngay hoài vậy? Ủa, làm cái gì ấy? Làm cái gì máy bay vậy? Nấp vô. Ở đây. Thôi chạy lên đây được rồi. Đây không, ra đây. Đúng rồi, đi trợ bữa vậy. Tỉnh mơ vậy đi. Rồi bông đi ra. Chạy nấp vô lặng lắc luôn. Đúng rồi, bốn lại. Chết rồi, phải đi ra. Hai bãi lướt.
chạy hay là mẹ mẹ cứ mẹ thỉnh bơ như ruồi thì đấy. Vậy thì nó lại đừng có chuyện máy bay cũng quên tiếp nha. Tăng thì có nhiều khu nấp nấp này bắn nhau tiếp mày ạ. Ở mặt trên máy bay làm gì có địch nhỉ? Ui thằng nào ấy, thằng sao biết sợ vậy? Ông phải thằng của mày hay thằng tao? Thằng này thằng của tao sao? Ê, lên máy bay về quê à? Xong rồi à? Má ơi, chừng mày nặng vậy. Xăm đẹp chưa? Nhìn như lòng điếc. Ôi, nhiệm vụ của tao là phải giết mày, vãi. Là sao? Ôi trời ơi, tao mày bắn nhau rồi. Ôi, sao tao điều khiển vậy? Cho tao điều khiển con này. Đâu? Mày là thằng nào? Thằng tóc quăng nhìn chả giống, không phải sao biết sơ mày ơi. Tao không thế. Rồi hai thằng khác rồi, phải sao biết sợ đâu. Trời ơi, quả hai anh em mình bắn nhau rồi. Nó nhiệm vụ nó bảo là giết cái thằng cái gì? Ô vãi. Thằng nào ấy? Tao. Ơ ừ? Thằng nhìn cái tướng thằng nó nhìn mặc đồ giống sao biết sợ vậy? Mà đéo phải. Ơ sao tay xăm kìa, xăm chỗ rồi. Ờ đúng rồi, tao ơi. Ôi vãi. Để biết ở đâu thì em chạy ra đấm. Vãi, mẹ đấm, có đấm mỗi phát mà mẹ cũng đi lại gần chết. Mấy tao cái yếu vãi. Giết bao nhiêu người vô đấm phát. Đấm cái gì vậy nãy? Qua tay xăm kìa. Uầy, đấm vắt chân luôn, phòng tôm con mẹ rồi. Phòng tôm. Uầy, thằng nào ấy? Ơ thằng này giết luôn. Mẹ thằng này, mẹ thằng phản bội. Đó, vậy là nhiệm vụ của thằng Sam Fisher là giết thằng này nè. Thằng đấy có phải Sam Fisher đâu. Thằng kia là giết hai thằng này. Ừ. Nhiệm vụ Sam Fisher là lụm thằng nọ, thằng vừa giết hai thằng nữa không? What the fuck? Ôi, hết game rồi à? Rồi, hết game. Xin chào, tạm biệt các bạn. Sẽ gặp lại các bạn trong phần tiếp theo, Blacklist. Yeah, motherfucker.